sách xuất Egypto ký chương 6. Chúng con cầu nguyện xin uh, Chúa Thánh Linh Ngày soi dẫn ban lời sống cho chúng con trong danh Jesus Christ. Amen. Trong chương này, môi xe biện luận với Đức Chúa Trời. Ông lặp lại hai lần trong câu 12 và câu 30 để tạm đặt tên cho cái đoạn này đó là tôi là một kẻ vụng miệng. Nguyên nghĩa đó là môi miệng của con không cắt bì. Hai lần ông nói cái đó. Và Chúa cho chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa của nó. Câu 1 đức yêu ba phán cùng môi xe rằng bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành pharaoh vì nhờ tay quyền năng ép buộc vua đó sẽ tha và đuổi dân israel ra khỏi xứ mình tiếp theo từ câu chuyện chương trước môi xe đã chán nản với điều mà ông cho là đức chúa trời đã thiếu hành động và thiếu giúp đỡ kịp thời câu trả lời của đức chúa trời cho môi xe cho chúng ta thấy rằng ngài muốn ông biết rằng chúa nắm quyền kiểm soát toàn trị tất cả. Môi xe thì nản lòng vì ông quá ấn tượng về Pharaoh và không đủ ấn tượng về Đức Chúa Trời. Còn chúng ta thì sao? Quá ấn tượng về hoàn cảnh, về sự đe dọa, về sự khó khăn. Vì nhờ tay quyền năng ép buộc vua đó sẽ tha đi. Đức Chúa Trời đã hứa rằng không chỉ Pharaoh sẽ để cho con cái Israel ra đi mà vì nhờ cánh tay quyền năng ép buộc vua đó sẽ tha và đuổi dân Israel ra khỏi xứ mình. Điều này dường như không thể xảy ra sau phản ứng ban đầu của Pharaon đối với môi xe rất hống hách và thông điệp từ chúa Yêu va mà môi xe đến đưa cho Pharaon, càng làm cho vua Pharaon kiêu ngạo. Đây là một thông điệp tuyệt vời, đầy ân sủng cho môi xe. Thật vậy, Đức Chúa Trời phán hỡi môi xe không những là Pharaon sẽ để cho họ đi mà còn nhờ tay quyền năng vua đó sẽ đuổi dân israel ra khỏi xứ đó là một lời tuyên bố thiên thượng để trả lời cho tuyên bố về sự khó khăn của con người mọi thứ bắt đầu bằng một lời cáo buộc nghiêm trọng cho môi xe và đây là câu trả lời đầu tiên cho sự phàn nàn mà tôi tớ của đức chúa trời đã thốt ra trước sự hiện diện của ngài đó là một thông điệp về sự tự khẳng định của thần thánh thiên thượng của chúa và do đó nhất thiết phải là một thông điệp của ân sủng, trích dẫn của Mò Cán. Đức Chúa Trời của Giao ước xác nhận lời hứa của Ngài. Câu 2. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi Xe rằng, ta là Đức giê hô va Khi nhắc nhở Môi Xe về danh vĩ đại của Đức Chúa Trời là gia vê Ngài xác nhận rằng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của Giao ước và là Đấng giữ Giao ước. Đấng sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài với Môi Xe. Khi mọi sự giúp đỡ của con người đều thất bại, và linh hồn kiệt quệ và tuyệt vọng đã từ bỏ hy vọng từ con người thì đức chúa trời đến gần và nói rằng ta là đức Va câu ba ta đã hiện ra cùng abraham cùng isaac và cùng jacob tỏ mình là đức chúa trời toàn năng song về danh ta là jehovah thì ta chưa hề tỏ cho họ biết các tổ phụ được đặc ân biết đức chúa trời là đấng lập giao ước nhưng đối với họ giao ước hầu như không được hoàn thành Môi xe và thế hệ của người xuất Egypto ký sẽ biết Đức Chúa Trời là đấng hoàn thành giao ước. Các tổ phụ thì biết danh Yahweh. Danh này được dùng khoảng 160 lần trong sách sáng thế ký. Nhưng ứng dụng lớn của danh chỉ Đức Chúa Trời đấng đã thành tín và hoàn thành giao ước. Câu 4. Ta cũng có lập giao ước cùng họ để ban sứ Canaan cho là sứ họ đã kiều ngụ như khách ngoại bang ta cũng có nghe lời than thở của dân israel bị người Egypto bắt làm tôi mọi bèn nhớ lại sự giao ước của ta các tổ phụ chỉ có những lời hứa không phải là những điều đã hứa nhưng dân israel lúc này bắt đầu chạm trán với sự hoàn thành lời hứa ta là đức chúa trời toàn năng ngoài ra mặc dầu các tổ phụ biết đức chúa trời toàn năng là eshadai là danh của ngài họ không biết Ngài một cách sâu rộng và gần gũi như chính Ngài sẽ bày tỏ cho môi xe và cho thế hệ của dân sự của ông. Họ biết quyền năng của Đức Chúa Trời nhưng không có mối quan hệ cá nhân giống nhau và điều mà môi xe sẽ được nhận biết. Đối với chúng ta, Đức Chúa Trời muốn hơn cả Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài muốn chúng ta cũng biết Ngài là Đức Chúa Trời một cách cá nhân và riêng tư. Đấng đã ban lời hứa đấng giữ lời hứa đấng mà chúng ta có thể tin cậy trong mọi sự người tin chúa nên tự hỏi mình xem có thực sự biết chúa bằng những danh xưng như vậy hay không nhu cầu tối cao trong mỗi giờ khó khăn và chán nản là một khải tượng về chúa nhìn thấy ngài là nhìn thấy tất cả những thứ khác theo như sự bộc lộ trong lời hứa của ngài bèn nhớ lại sự giao ước của ta đức chúa trời đã ghi nhớ giao ước của ngài Bây giờ môi xe được kêu gọi để nhớ đến Đức Chúa Trời kêu gọi không? Câu 6 đến câu 8 Vậy nên ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng Ta là Đức Y Hô Va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Egypto đã gán cho. Cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi, ta sẽ dơ thẳng tay ra dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi các ngươi sẽ biết ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ai Cập. Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Abraham, cho Isaac, cho Jacob mà cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp. Ta là Đức Jehovah. Lời của Đức Chúa Trời hứa, Ngài hứa với dân Israel. Ở đây chúng ta để ý ta sẽ nguyên nghĩa đó là ta muốn và lặp lại 7 lần. Vậy nên ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Lời tuyên bố trước dường như dành cho chính môi xe nhiều hơn. Trong câu 2 đến câu 5 ấy. Còn lời ngài phán ở đây ấy, được đưa ra như là cho toàn thể dân Israel. Ta là Đức Giê-hô-va. Đức Chúa này đã đi đến độ dài xa nhất có thể xác nhận giao ước này với dân Israel. Trong bảy cái điểm mà Ngài hứa là ta sẽ đấy, tức là ta muốn, thì Chúa nói ta sẽ làm điều đó và người hãy tin ta. Những lời hứa này rất vinh hiển và cũng không kém phần ứng dụng thuộc linh đối với chúng ta là những con cái Chúa ngày nay. Chúng ta cùng nhau xem nhé, ta sẽ rút, thứ nhất là ta sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng. Thứ hai ta sẽ giải thoát khỏi vòng tôi mọ khỏi sự làm nô lệ. Thứ ba, ta sẽ chuộc các ngươi. Tất cả những cái ta sẽ này có nghĩa là ta muốn đấy. Đây là ý muốn của Chúa, ta muốn chuộc các ngươi, ta muốn rút các ngươi khỏi gánh nặng, ta muốn giải thoát các ngươi khỏi vòng tôi mọ ta sẽ nhận hay là ta muốn nhận các ngươi làm dân ta ta sẽ làm đức chúa trời của các ngươi ta muốn làm được chúa trời của các ngươi ta sẽ dắt các ngươi vào xứ hứa ta muốn dẫn các ngươi vào xứ hứa và thứ bảy ấy, đó là ta muốn ban các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp trong tiếng Việt nó không có chữ muốn nhưng mà nó nếu mà nói muốn đây ấy, thì đó chính những cái lời cầu nguyện xin ý cha được nên. Ấy. Tiếng Việt thì là sẽ. Nguyên nghĩa đúng là muốn. Ta à, muốn ban những người xưa ra làm cơ nghiệp. Mỗi động từ này được dùng ở đây đều ở trong thì quá khứ hoàn thành, ở trong tiếng do thái. Thay vì là thì tương lai mà chúng ta thấy tiếng Việt thì ngược lại đúng không? Vì chắc chắn ấy, là Đức Chúa Trời đã hoàn thành những lời hứa này đến nỗi chúng được xem như là đã đã có nghĩa rằng là ta đã rút các ngươi ra khỏi gánh nặng, ta đã giải thoát khỏi vòng tội mọi thứ ba, ta đã chuộc các ngươi, ta đã nhận các ngươi làm dân ta, ta đã làm cái đức chúa đầy của các ngươi, ta đã dắt các ngươi vào xứ hướng, ta đã ban các ngươi xưa đã làm cơ nghiệp, đó là theo đúng nguyên nghĩa của động từ tiếng do thái là hoàn thành, quá khứ hoàn thành. Có một sự tương phản mạnh mẽ với cũng là một cái câu trong kinh thánh nói là ta sẽ hay là ta muốn như mà của Satan của Lucifer ở trong Esai 14, câu 13-14 Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời Satan nói đấy, đó là ta muốn lên trời ta muốn nhắc ngay ta lên các ngôi sao đức chúa trời ta sẽ ngồi trên núi hội hay là muốn ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc và điểm thứ tư là ta sẽ lên trên cao những đám mây, ta muốn lên trên cao những đám mây, làm ra mình hay là ta muốn làm ra mình bằng đấng rất cao. Sự khác biệt lớn ấy, đó là Satan đã bất lực trong năm cái ý muốn của nó. Tất cả những ý muốn đó đều thất bại. Nhưng Đức Chúa Trời thì có khả năng thực hiện điều mà Ngài muốn, điều mà Ngài muốn. Câu 8. Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề hứa, thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob. Lần đầu tiên, lời hứa này được tuyên bố rõ ràng. Môi xe đã nói với dân Israel lời hứa tối hậu của Đức Chúa Trời, không chỉ giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Ai Cập, mà Ngài cũng ban cho họ đất, Ngài đã hứa cho các tổ phụ ta sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng, một sự giải cứu tuyệt vời nhưng không là gì khi so sánh với điều mà Đấng Christ đã giải thoát chúng ta khỏi sự bạo hành của tội lỗi và sự khủng khiếp của địa ngục. Ta là Đức Kỳ Hô Va. Đức Chúa này kết thúc trong lời hứa này bằng cách nhắc nhở những người nghe về việc lập giao ước và giữ giao ước với Ngài. Câu 9. Môi xe lại nói như vậy cho dân Israel, nhưng vì bị sầu não và việc tôi mọi nặng nề, nên chẳng nghe môi xe chút nào sau khi môi xe nói điều đức chúa trời nói với ông con cái israel vẫn còn mắc kẹt trong sự vô tín khốn khổ họ có lẽ đã nói rằng họ không nghi ngờ chúa nhưng họ nghi ngờ sứ giả của ngài là môi xe sầu não và làm việc tôi mọi nặng nề nên không có nghe môi xe đây là lý do tại sao dẫn israel nghi ngờ cả đức chúa trời và sứ giả của ngài hàng thế kỷ nô lệ của họ khiến họ nghĩ như nô lệ thay vì là với tư cách một người của giao ước. Trong mắt họ pharaoh lớn hơn Chúa, vì bị sầu não, nguyên nghĩa của nó là tinh thần bị bóp nghẹt, không thở được. Chính áp lực bên trong gây ra bởi nỗi thống khổ sâu sắc đã cản trở cái nhịp thở của tâm linh hay là của tinh thần. Giống như những đứa trẻ đang thổn thức và thở hồn hển vậy đó. Tức là thái độ lúc nào cũng khúng núm, nâm nớp như một người nô lệ. Nhiều cơ đốc nhân thấy mình cũng giống như vậy. Họ cảm thấy khó tin cậy Chúa. Đây là lý do tại sao Phaolô nói rằng chúng ta đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình hay là tâm trí mình. Con cái Israel cần được đổi mới tâm trí và chúng ta cũng vậy. Còn nếu không ấy, thì chúng ta có thể kêu cầu Chúa Thánh Linh vận hành trong 5-10 phút trong một buổi thờ phượng buổi cầu nguyện. Tâm trí không thay đổi, sau đó đâu lại vào đó. Vẫn làm nô lệ. E. Ê-xê-chiên chương 20 câu 5 đến câu 9 cho thấy tại sao Đức Chúa Trời quá nhỏ bé và Pharaon lại quá lớn trong lòng dân Israel trong thời gian này. E. ê chiên giải thích rằng họ tin tưởng các vị thần của những kẻ áp bức họ, thờ các vị thần của người Ai Cập. Đây là lý do tại sao họ không tin cậy Đức Chúa Trời và môi xe được, là sứ giả của Ngài. Lý do tại sao Đức Chúa Trời không phán xét Israel vào thời điểm đó là vì Ngài không muốn danh Ngài bị bôi nhọ trong dân ngoại câu 10 đến câu 12. Đức Yêu Va bèn phán cùng môi xe rằng, hãy đi tâu cùng Pharaon, vua xứ Egypto, phải cho dân Israel ra khỏi xứ mình. Nhưng môi xe thưa cùng Đức Yêu Va rằng, này tôi là kẻ vụng miệng, dân Israel chẳng có nghe lời tôi, Pharaon há sẽ khứng nghe tôi sao? Đức Chúa Trời bảo môi xe lặp lại những gì mà ông đã làm không thành công trước đây, trong chương 5 câu 1 câu 2. Môi xe cảm thấy cách tiếp cận này đã thất bại một lần vì vậy không có nghĩa lý gì khi lặp lại nó. Cách tiếp cận này không thuyết phục được ngay cả với người dân Israel. Dường như nó sẽ không bao giờ hiệu quả đối với Pharaoh. Hãy lưu ý nền tảng cho sự nản lòng của môi xe. Này tôi là một kẻ vụng miệng. Môi xe trả lời. Nguyên nghĩa cái chữ tôi vụng miệng có nghĩa là môi miệng của con không cắt bì. Trước đây ông phản đối vì cho rằng ấy mình không có nói giỏi, không tài hùng biện. Chương 4 câu 10. Bây giờ ông phản đối vì ông tin rằng ông không xứng đáng với nhiệm vụ này. Sự bất lực đó nảy sinh ra bởi một cảm giác không phải như trước đây là thiếu tài hùng biện thiếu khả năng, mà là ông nhận thấy sự ô uế của mình. Đó là một cái sự khác biệt. Câu 13 Đức Yêu Va lại phán cùng Môi Xe và Aaron, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Israel và Pharaon, vua xứ Egypto, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Egypto. Đức Chúa Trời muốn môi xe kiên trì trong sự vâng lời. Không được nhìn Pharaoh, không được nhìn dân Israel, không được nhìn ngay cả chính mình, nhưng chỉ nhìn vào chính Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài. Môi xe muốn bỏ cuộc sau thất bại đầu tiên. Đức Chúa Trời còn nhiều điều phải làm trong trái tim, trong tấm lòng của môi xe. Trước khi ông sẵn sàng đối phó với mọi sự nản lòng ở phía trước, khi mà ông sẽ dẫn dắt dân Israel đến miền đất hứa. Đức Chúa Trời đang xây dựng sự bền trí ở trong môi xe, khả năng gắn bó với kế hoạch và ý chỉ của Đức Chúa Trời, ngay cả khi nó dường như không hiệu quả, theo cách nhìn bên ngoài. Đây là đức tin, đây là sự kiên trì chịu khổ cùng với Chúa và trong Chúa. Bèn truyền cho hai người phải đến dân Israel và Pharaon. Môi xe phải hiểu rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, không phải là vài gợi ý cho Israel và Pharaon, mà đây là mạng lệnh thiêng liêng của Ngài và sẽ được hoàn thành, bằng cách này hay là cách khác mà thôi câu 14 đến câu 15. Đây là các trưởng tộc của những họ hàng dân Israel, các con trai của Ruben, tức là trưởng nam Israel là Henoch, Phalu, Hedron và Cadmi. Đó là những họ hàng của Ruben. Các con trai của Simeon là Jemuel, Zamin, Ohad, Zakin, Soha và Sauler là con của vợ xứ Canaan Đó là họ hàng của Simeon. Chúng ta xem những dòng này đó là gia phả của ba người con đầu tiên của Jacob, Ruben, Simon và Levi. Trích dẫn của Mayer, Hãy bước vào những dòng này đây bằng sự nhẹ nhàng. Danh sách này như là nghĩa trang tư nhân, là nơi an nghỉ cuối cùng của những người sáng lập một gia đình mà thế giới vô cùng ghi ơn vì sự phục vụ vô giá. Câu 16 đến câu 19. Đây là tên của các con trai Levi tùy theo dòng dõi của họ: Ketsuon, Kehat và Merari. Levi trưởng họ được 137 tuổi. Các con trai của Ketsuon tùy theo họ hàng mình: Lipni và Simei. Các con trai của KH là Amram, Zizheha, Hebron. UCN KH thường thọ được 133 tuổi. Các con trai của Merari là Machli và Musi, đó là họ hàng của Levi tùy theo dòng dõi của họ. Trong chi tộc Levi có ba dòng họ chính là Ketson, KH và Merari. Mỗi gia đình này sẽ được giao những nhiệm vụ cụ thể trong việc phụng sự Chúa tại đền tạm của Ngài. Câu 20 đến 27. Và Amram lấy Jokebet là cô mình làm vợ, nàng sanh cho người Aaron và môi xe Abraham hưởng thọ được 137 tuổi. Các con trai của zit là Kore, Nephet và Sikri. Các con trai của Usien là Misael, Ensafan và Zitri. Aaron cưới Eliseba, con gái của Aminadab, em của Na Hapson. Nàng sanh cho người Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Các con trai của Kore là Asi, Enkana và Abiasab. Đó là các họ hàng của dân Kore. Eliezer, con trai của Aaron, cưới con gái của Phutien làm vợ, nàng sanh Phinea cho người, đó là các trưởng tộc của nhà tổ phụ, người Levi tùy theo họ hàng mình vậy. Ấy, Aaron và Môi Xe này, tức là người mà Đức Chúa Trời đã phán dạy rằng, hãy tùy theo cơ đội đem dân Israel ra khỏi xứ Egypto. Ấy là hai người tâu cùng Pharaoh vua xứ Egypto đặng đem dân Israel ra khỏi xứ đó. Ấy là Môi Xe và Aaron này phân đoạn này cho chúng ta biết tổ phụ của aaron và môi xe không những vậy mà còn cho biết số hậu duệ của aaron các con trai của ông được liệt kê ở đây là nadab abihu eliezer và Ithama. và cháu trai của aaron thông qua eliezer là phinea phần này rất quan trọng vì chức tư tế cuối cùng sẽ đến từ gia đình aaron và sẽ được truyền lại cho con cháu của ông vì vậy điều quan trọng là phải biết chính xác các con cháu của aaron là ai các con trai của cô Rê, anh em họ với môi xe và Aaron, cha của họ cô Rê là chú của môi xe, cũng sẽ tham gia vào một sự kiện quan trọng trước khi Israel đến miền đất hứa ở trong dân số ký 16, tức là nổi loạn. Ấy. Câu 28 đến 30 Vậy trong ngày Đức Yêu Va phán cùng môi xe tại trong xứ Egypto, thì Ngài có truyền rằng ta là Đức Yêu Va, hãy tâu lại cùng Pharaoh vua xứ Egypto, hết thảy mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Môi xe bền thư rằng, này tôi là người vụng miệng, Pharaoh há sẽ nghe tôi sao? Đức Chúa này đã truyền lệnh cho môi xe nói chuyện với Pharaoh. Sau kinh nghiệm thất vọng đầu tiên, giờ đây môi xe rõ dự trong sự vâng lời của mình. Môi xe lặp lại nữa, này tôi là người vụng miệng. Nguyên nghĩa nó là môi miệng của con không có được cắt bì. Điều này có thể ám chỉ ý tưởng của môi xe cho rằng ông có vấn đề về lời nói hoặc có thể là ông hiểu rằng mình là một người tội lỗi và do đó không đáng được sử dụng. Đây là lần thứ hai môi xe tự cho mình không có được cắt bì trong môi miệng, là một sự khám phá mới về sự bất lực của chính con người của mình, là một sự bắt đầu để Chúa có thể làm việc đúng chỗ cho môi xe. Cảm giác của môi xe có thể tương tự như của Esai, sau này được ghi lại trong Esai chương 6 câu 1 đến câu 8. Esai cũng nói như vậy, môi miệng của con rất là dơ giấy và ô uế ở giữa một dân ô uế. Ê sai biết rằng mình là tội nhân trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và ông cảm thấy rằng trung tâm tội lỗi của ông ấy nằm ở nơi môi miệng của ông. Tức là khi nói và khi tương giao theo cách đã không làm vinh hiển Chúa. Đức Chúa Trời có thể đối phó với đôi môi ô uế của Ê sai và Ngài càng thừa khả năng xử lý với đôi môi chưa được cắt bì của môi xe. Đức Chúa Trời cũng hoàn toàn có thể xử lý với những điều trong cuộc sống của chúng ta, dù thực tế hay là dù trong ý tưởng, trong tâm trí là những cái cản trở chúng ta được Ngài sử dụng. Phao-lô đã khám phá ra sự yếu đuối khi nói rằng ở trong hai tô đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó, tức là cho cái giảm sóc ấy, lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng ân điển của ta là đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối của tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Và ví phải khoe mình thì tôi cũng sẽ khoe mình về sự yêu đuối của tôi. Còn môi xe thì nói, này tôi là người có môi miệng không được cắt bì. Tấm lòng của chúng ta có được cắt bì hay không? Ở Trong hai câu đương tôi chương 13 câu 4 thì có chép rằng, bởi vì dầu ngài nhân sự yêu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng ngài sống bởi quyền phép đức chúa trời. Trong sách mát chương 8 câu 34, chú Ý Xu kêu lên rằng, Ngài kêu dân chúng vào môn đồ mà phán rằng, nếu ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Và trong Câu Xe chương 2 câu 11 cho chúng ta biết, anh em cũng chịu cắt bì trong ngài, không phải là phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng phép cắt bì của Đấng chris là lột bỏ tính xác thịt của chúng ta. Và chúng ta trở lại đây, môi xe đi đến một sự nhận biết, này, môi miệng của con không được cắt bì. Và đây là môi xe đã thưa đúng chỗ, thưa lên với Chúa chúng ta rất là dễ nhầm lẫn chúng ta thường nói cái điều này hàng trăm hàng ngàn lần mà với người khác và chúng ta thậm chí nói với mình đó là sự mặc cảm mặc cảm đó là sự kiêu ngạo một sự kiêu ngạo trá hình rất là khôn khéo chúng ta không có gì đáng để mà gọi là để tôn mình lên chú ban chúng ta thần mạnh mẽ nhưng không phải vì thế mà chúng ta nói rằng mình là người nhút nhát ở trong chúa nó là một điểm tốt nếu khám phá ra được mình là một người yếu đuối và không đáng được ngài sử dụng nhưng mà khi mà nói rằng mình nhút nhát mình yếu đuối và mình muốn mạnh mẽ tức là mình muốn bày tỏ một cái điều gì đấy thì đó đằng sau đó là sự kiêu ngạo môi xe thì ông đã sát dáng ông đã thực sự chạm được với thập tự giá đó là con có môi miệng không cắt bì con vụng miệng ông nói với chúa như vậy nhưng mà ông không hề muốn là được tỏ mình ra không hề muốn bước ra với dân israel không hề muốn bày tỏ cái điều gì đấy, làm cái gì đó tinh tướng cho mọi người. Còn chúng ta ấy, gọi là mang cái thập tự giá toàn teng thôi, chứ chưa phải là vác. Xin Chúa thương xót và cứu chúng ta. Ta cầu nguyện nhé. Chúa chúng con cầu nguyện và dâng lên cho Ngài. Cảm ơn Chúa vì nguyên tắc mà chúng con nhận thấy giàu rằng Chúa Giêsu đến bày tỏ thập tự giá cho chúng con. Nhưng nguyên tắc này Ngài cũng đã làm và thực hiện đối với môi xe. Tưởng rằng hoàn cảnh nó thất bại, nhưng Đức Chúa Trời lại dùng cái đó để làm việc ở trong trái tim của môi xe, để chuẩn bị cho ông trong những ngày đi cùng với dân sự, dẫn dân sự đi qua đồng vắng, để vào miền đất hứa. Chúa con cảm ơn Ngài vì dường như con thấy được ánh sao của đấng toàn năng, thấy được ánh sáng, ánh sao của đấng toàn trị trong mọi hoàn cảnh, trong mọi sự thấy được bàn tay vô hình của ngài hành động và chúng con muốn kêu lên với Chúa rằng xin soi đường xin thánh linh giúp đỡ chúng con được nhận biết về thập tự giá tại nơi đó Chúa Giêsu Christ đã vì sự yếu đuối bị đóng đinh vào thập tự giá nhưng ngài sống bởi quyền phép đức Chúa trời và Phaolô cũng khám phá ra được đó là về sự yếu đuối của ông và ông khoe mình về sự yếu đuối của mình chúng con dâng lời cảm ơn ngài